Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ cắt dán chim cánh cụt. Để làm sản phẩm này mình cần chuẩn bị đó là giấy thủ công bỏ, bút dạ, kéo cắt và hộp dán. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu.